cô chú anh chị, hôm nay em xin giao lưu là một lô phôi linh sam song hình lá nhỏ hoa màu tím. Mấy cây này đâm chồi sống khỏe hết rồi. Về cô chú anh chị mình sang chậu mới trồng rất là đẹp. Em xin vô cây đầu tiên có mã số là 11. Hôm nay em cũng còn ít nên em bán giá xả, bán thanh lý luôn ạ. Rồi em xin ra hoành cây này nó là 13. Ủa 23. Hoành 23. Chiều cao là 50. Kính bầu 20. Mã số này là mã số 11. Em xin giao lưu là 600 ngàn, em bao xỉ. Chi tay có sẵn hết rồi. Cây rất là già cây luôn ạ. Em xin qua cây khác. Mã số 12. Hoành thân là 18, chiều cao là 47, kính bầu là 20. Mã số 12 em xin giao lưu là 550 ạ. Mã số 12. Mã số 13. Cây dáng đổ rất là đẹp luôn. Hoành thân là 18, chiều cao là 34, kính bầu 20, cùng một cỏ bầu ha cô chú anh chị. Mã số 13 em xin giao lưu là 550 ạ. Linh sam song hình lá nhỏ. Mã số 14. Hoành cây này là 19, chiều cao là 42, kính bầu 20. Mã số 14 em xin giao lưu là 400 ngàn. Mã số 14. Cô chú anh chị nhớ chốt đúng mã số em mới gửi đúng cây được ạ. Mã số 15. Hoành thân là 17, cao là 43, kính bầu 20. Mã số 15 em xin giao lưu là 500 ngàn. Mã số 15. Mã số 16. Hoành thân là 17, chiều dài là 40, kính bầu 20. Mã số 16 em xin giao lưu là 350 ạ. Mã số 16. Mã số 17. Hoành thân là 18, cao là 37, kính bầu 20. Mã số 17, 400 ngàn, em bao ship. Mã số 17. Mã số 18, cũng là cây cuối cùng của clip luôn. Hoành thân ở đây là 18, chiều cao là 35, kính bầu 20. Mã số 18 em xin giao lưu là 400 ngàn. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem, mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị lên số điện thoại là